xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thì mình vào trong rừng, mình hái rau rừng nha mọi người. Thì nói chung với loại rau này thì anh em ở thành phố thì chắc cũng ít người biết lắm. Còn những người mà ở gọi là mấy người ở vùng quê này nọ, vùng núi như mình này à, biết ai cũng biết hết ạ. Rồi mình sẽ đi hái mọi người. Rồi mọi người cùng theo dõi mình hái rau rừng nha. Rồi thì đây mọi người à. Mọc quá trời luôn này. Nó này chỗ ẩm ướt như suối này. Đó. Đây, có mấy cái đoạn non này. Cái này hái được. Đây nữa này. Đó. Đây luôn. Dưới này có. Mọi người xem. Đó, đây này. Ấy. Non đó. Cái này thì nói chung mà bây giờ thì nó cũng là mùa nắng là ít nữa mọi người. Xuyên là có mỡ này. Đó. Đây. Đây làm một bữa phải ăn coi. Lâu rồi không ăn rau này. Cái đợt này là ngon nhất rồi mọi người. À, nó còn xoăn xoăn này. À. Đầy ổ kiến. Đây nữa này. Đó. Cái này có mấy lá non. Ăn được cái ngọn. Đây. Trên này ngon nhất là mấy cái xoắn xoắn này. Mập non. Nhưng mùa này thì nó không được mập rất lắm. Đây đây này. Wow. Đây. Nó đây. Dưới này nè. Trong đây cái này. Rồi mình qua bên kia rồi. Lợi qua đây à. Đây đợt mọc á mọi người. Đó. Mọc. Đây. Ăn rau rừng này tốt lắm mọi người. Không có thuốc men gì hết. Không độc hại. Trời luôn. Đây này. Đây nó là cái suối dưới này này. Ẩm ướt nên nó mọc quá trời luôn. Đây này. Đây cái đoạn làm lụn. Ngoài này ít à.
vào trong lại đây. Một tay cầm một tay hái chỉ được như vậy mọi người. Nó có hơi rung lắc gì mọi người thông cảm nhé. Đây. Đây nữa. Nó kiếm đi mỡ. Ít về mình. Trên lại này. Ô. Oh. Cháy sáng. Lát về xào ăn. Trời luôn. Ý. Non nhá. Ê. Ấy, non không? Quá wow, này loại này thì nó là thân dưa leo mọi người. Đây mình quay thực tế cho mọi người coi cây nó ra đó, nhận dạng nó luôn nhá. Đây mình quay thực tế nhận dạng cho mọi người cùng xem ha. Đó lá non này, già này, đây là thân này, đó thân dưa leo, um tùm luôn à, ha, leo lên tới trên cây kia rồi. Chứ mà mình chỉ nói cho những ai ở thành phố nhá, còn là người ở nông thôn này. Rừng núi là biết hết ạ. À. Nhìn sơ cái cây này là nói tên là biết rồi. À. Chứ không phải là mình múa dìu gì ha. Rồi đi tiếp. Rồi thằng này nó khoác nó loác. Phải nhá. Rồi là mình đi hái, quay lại mình chia sẻ thôi. Chứ nó cũng không có đặc biệt gì cả. Này mùa mưa nó mập lắm. Nó bị suy dinh dưỡng tí. Đó. Rất non. Giòn quá. Mỡ đọt đó. Trong đây cũng có non. Rau này về chỉ chế biến ngặt vừa luôn à ha. Chẳng mỡ. Ấy. Quá trời, đầy nữa. Nó eo luôn. Nhìn là nghiền à. Đây có hai đứa. Ngặt là vừa tới luôn. Rồi xuống tới nước rồi mọi người. Nước này.
Chà cái kia. Chim. Chim muốn lộn. Lội nước không? Đi tới đây chỗ này thì nó thấy nhiều mà khi ít lắm, cầm những chỗ ít thì mình đâu có quay lại làm gì. Thì đấy mọi người, sau một thời gian thì mình vặt hái mình được như đây mọi người, cũng đủ ăn rồi mọi người. Thôi mình sẽ xin tạm dừng video ở đây mọi người. Nếu mọi người thấy video mình hay, hãy cho mình xin một like, cho mình xin một like nhé. Và chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye, và tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye.